Hello, xin chào các bạn. Trong video này, Xmix sẽ vẫn tiếp tục phân tích những lỗi phát âm mà người Việt thường hay mắc phải. Vậy hôm nay, lỗi mà Xmix muốn nhắc đến ở đây sẽ là gì nhỉ? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Hi, could you read these words, please? Yes. Sit. Sit. Hi, could you read these words, please? Yes. Sit. Sit. Các bạn thấy đấy, đây là một trong những lỗi rất phổ biến của người Việt Nam khi học tiếng Anh. Ấy là các bạn không phân biệt được khi nào chúng ta sẽ phát âm là s và khi nào chúng ta sẽ phát âm là sh. Đó cũng chính là chủ đề và mục đích của video ngày hôm nay. Xmix sẽ hướng dẫn các bạn phân tích được hai âm s và âm sh. Các bạn chú ý khẩu hình miệng khi chúng ta phát âm nhé. Với âm s, các bạn chú ý này. Thế còn với âm kia thì sao? Trong tiếng Anh chúng ta có những cặp từ mà rất dễ hay nhầm lẫn khi phát âm. See, see, she, she, save, save, shave, shave, so. So, show, show, sell, sell, shell, shell. Bây giờ mình có một câu đố nhỏ dành cho các bạn. Mình sẽ nói một trong hai từ xuất hiện trên màn hình. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ là gì? Là các bạn sẽ đoán xem mình nói là từ số 1 hay là từ số 2 nhé. So, so. Đố các bạn biết đó là từ thứ nhất hay từ thứ hai? Đúng rồi, đó chính là từ thứ nhất. Tiếp tục nào. See. See. Đố các bạn biết đó là từ thứ nhất hay là từ thứ hai? Đúng rồi, đó cũng là từ thứ nhất. Đố tiếp tục lần thứ ba nào. Shall. Shall. Là từ thứ nhất hay từ thứ hai nhỉ? Đó chính là từ thứ hai. Shall. Bây giờ các bạn có muốn tham gia vào một thử thách cùng với mình không? Và thử thách này có tên là Tongue Twister. Tongue Twister có nghĩa là xoắn lưỡi. Có nghĩa là mình sẽ đưa cho bạn một câu và trong câu này sẽ chứa toàn âm gì nhỉ? Âm S và âm SH. Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải đọc thật chuẩn xác những từ mà có chứa ở trong câu này. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử thách hai bạn nam vừa rồi nói lại câu này nhé. Seashells, seashells by the seashore. Thank you very much. Seashells, seashells by the seashore. Okay, thank you very much. Các bạn thấy đấy, nếu như chúng ta không phát âm thật rõ hai âm s và âm sh cũng như phân biệt được hai âm này thì chúng ta sẽ đọc cái câu mà thử thách các bạn sẽ là gì đây? Là seashells, seashells by the seashore, đúng không nào? Rất là khó để có thể phân biệt được từ nào là từ nào có chứa âm s và từ nào có chứa âm sh. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng xem video ở phía dưới để tập phát âm thật chuẩn hai câu này nhé.